nay là lễ mùng 2 tháng 9 này, landmark lên đèn rất là đẹp cả nhà ơi. Thì đây ở trên thì có một cái lá cờ Tổ quốc. Bên dưới thì là một những cái đèn rất là đẹp, bên trên là lá cờ Tổ quốc nháy cả nhà. Rất tuyệt vời. Đấy các bạn xem, quá đẹp luôn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở cái cầu Sài Gòn nhá. Đây là cầu Sài Gòn này. Hôm nay Kiên có việc đi xuống Thủ Đức á, thì Kiên về đây Kiên thấy đẹp quá rồi nè, đứng đây rồi chia sẻ với cả nhà luôn. Bên này là đường sắt metro rồi cả nhà. Đây là đường sắt metro nhá, đây là sắt metro. Đứng đây nhìn Sài Gòn thay đổi nhận không ra luôn cả nhà. Sài Gòn rất là đẹp. Đấy cả nhà thấy đẹp không? Quá tuyệt vời cả nhà. Đây là cầu Sài Gòn nhé. Hôm nay thì Sài Gòn có bắn pháo hoa. Đây thì còn bắn pháo hoa nhà bắn lúc 9 giờ cơ. Hồi lần đầu tiên được thấy landmark. Đây cả nhà ơi, hôm nay bạn Heo được ngắm landmark cùng với bạn Kiên. Đây bạn Heo cảm nhận như thế nào về tòa nhà landmark? Hồi lần đầu tiên được bạn nghe quên bạn Nga thấy lên mắt cho nên bạn Nga thấy rất là choáng ngợp nhất về vẻ đẹp của nó. Ngắm lên mắt từ ngoài không chán luôn ha. Đúng rồi, giờ mới để ý cái kiến trúc lên mắt nha, nó đối xứng hai bên một bên à, nó cứ lên dần sau nó sẽ nhỏ dần vô, giờ mới để ý. Nhưng mà nếu mình đứng từ xa thì mình mới thấy cái lá cờ rất là đẹp, nhưng mà đây là mình thấy là cái màu á mà nó không có được đứng nhìn cầu này nó rung. Nghĩ là trong tương lai thì trước kia thì Sài Gòn và Vitexco là biểu tượng, nhưng mà bây giờ nó nghĩ là landmark có thể thay thế rồi, vì nó ở đây mình có thể nhìn thấy landmark thôi chứ mình không thấy Vitexco nữa rồi. Đúng rồi, thì mình đi vô sâu một xíu thì thấy Vitexco, nhưng mà giờ Vitexco lót vé rồi. Landmark đẹp quá ha. Đây cho cả nhà ngắm landmark một lần nữa nha. Đấy landmark lên lá cờ Tổ quốc rất là đẹp. Kiên sẽ đi một vòng Sài Gòn cho cả nhà xem nhé. Sài Gòn đẹp quá, Sài Gòn ơi. Cầu này có các bạn trẻ đang đứng ở đây ngắm cảnh này, đứng ở đây hóng mát này. Bên này là kia quả lên mắt mà giờ nó mới tắt đèn rồi cả nhà. Có 10 giờ là nó tắt đèn. 10 giờ là tắt đèn. Cầu Sài Gòn đẹp quá ha. Lâu lắm rồi thì Nga Kiên mới đi đường này. Nhìn Sài Gòn nay thay đổi nhiều quá. Một bên hai có vẻ sao băng hóa không?
đường này ra chương trình luôn mà em. Đường không, đường này nó ra Hoàng Văn Thụ, sau đó ra Cộng Hòa chứ. Đúng rồi. Em đi hoài mà bạn. Cái gì vậy? Công an. Nhưng mà công an sao đi? Đi vậy mình đi không nhìn được. Đây là kiểu vô tổ chức rồi đó. Ngày lễ nên là mọi người đi chơi rất là đông.